Này thiện hiện, vô minh chẳng khác bản tánh không chẳng khác vô minh tức là bản tánh không tức là vô minh. Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, chẳng khác bản tánh không chẳng khác hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não tức là bản tánh không, bản tánh không tức là hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não. Này thiện hiện, bố thí ba la mật đa chẳng khác bản tánh không chẳng khác bố thí ba la mật đa. Bố thí ba la mật đa tức là bản tánh không tức là bố thí ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng khác bản tánh không chẳng khác tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa tức là bản tánh không tức là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Này thiện hiện, pháp không nội chẳng khác bản tánh không chẳng khác pháp không nội. Pháp không nội tức là bản tánh không tức là pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh chẳng khác bản tánh không chẳng khác pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh tức là bản tánh không tức là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này thiện hiện, bốn niệm trụ chẳng khác bản tánh không chẳng khác bốn niệm trụ tức là bản tánh không tức là bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng khác bản tánh không chẳng khác bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo tức là bản tánh không tức là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo.